Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Quay trở lại với cái văn bản trung đại ngày hôm nay, đó là Kiều ở lầu Hương Bích của tác giả Nguyễn Du. Thì đúng không ạ? Chúng mình có thể comment cho chị biết xem là đã bạn nào chúng mình đọc hay là chúng mình đã học về tác phẩm này chưa nhỉ? Có bạn nào đã từng học về tác phẩm Kiều ở lầu Hương Bích chưa ạ? Chúng mình thử comment cho chị biết nhá. Đây là một tác phẩm văn học trung đại mà có vẻ như là chưa bạn nào, đúng không ạ? Chưa bạn nào trong buổi live ngày hôm nay. Hello Huyền nhá. Rồi, đúng rồi, chị cảm thấy là đối với các bạn lớp 9 ạ, thì cái cuốn mà tuyển tập 50 bài văn mẫu này, đây là một cái cuốn mà rất là hữu ích. Bởi vì nó, tí nữa chị sẽ đọc cho các bạn nghe luôn. Tí nữa chị sẽ cho các bạn tham khảo một bài văn mà phân tích cái tác phẩm Kiều ở lầu Hương Bích này ở trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu lớp 9 này. Bạn nào chúng mình mà muốn sở hữu cuốn này nhá, thì chúng mình hãy nhắn tin ngay về page Học Văn Chị Hiên gạch ngang Trung học cơ sở lớp 6789 để chúng mình có thể được tư vấn, được không ạ? Mai Liên ơi, cuốn này với giá niêm yết là 179k. Tuy nhiên như chị vừa giới thiệu đấy, đó là khi em đến địa chỉ số nhà 11, ngõ 182 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, thì các bạn sẽ được mua cuốn này với giá là chỉ 99.000 thôi, được không ạ? Với giá là chỉ 99.000. Và những đầu sách khác đến từ Học Văn Chị Hiên thì cũng đang có chương trình đồng giá đó, cũng như là sale 40% cho các đầu sách luôn, được không ạ? Các bạn nhớ nhá, địa chỉ của Học Văn Chị Hiên để các bạn có thể mua trực tiếp trong hội sách tuần này, đó là số nhà 11, ngõ 182 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Chúng mình có thể đến đây, có thể tham khảo, học thử, đấy, có thể tham quan Học Văn Chị Hiên nữa, và có thể mua những cuốn này với giá cực kỳ ưu đãi đến từ Học Văn Chị Hiên, được không ạ? Còn nếu như các bạn có nhu cầu gì về khóa học, có nhu cầu gì về ấn phẩm thì các bạn hoàn toàn có thể nhắn tin về page Học Văn Chị Hiên gạch ngang Trung học cơ sở lớp 6789 nhé. Rồi, chúng mình sẽ quay trở lại với văn bản Kiều ở lầu Hương Bích của tác giả Nguyễn Du. Thì cũng như những buổi trước, đúng không ạ? Chị đã định hướng cho các bạn rồi, định hướng về tác giả, định hướng về tác phẩm rồi. Chúng mình sẽ cùng với nhau định hướng lại một lần nữa nhé. Thứ nhất ạ, thứ nhất đó là tác phẩm Kiều ở lầu Hương Bích được viết theo thể thơ nào ạ? Chúng mình comment cho chị nào. Đây là một cái câu trả lời, một cái câu hỏi chị nghĩ là cũng không quá khó với các bạn học sinh lớp 9, đúng không nhỉ? Thể thơ của Kiều ở lầu Hương Bích là thể thơ nào nhỉ? Comment cho chị biết nào. Chúng mình hãy comment thật nhanh nhá, khi đó thì chị sẽ giải đáp cho các bạn. Sau đấy thì chúng mình mới có thể được định hướng tiếp theo, đúng không ạ? Bạn nào mà chúng mình đã xem rồi, chúng mình đã học rồi, đấy, thì chúng mình có thể comment xem là tác phẩm Kiều ở lầu Hương Bích thì sẽ được viết theo thể thơ nào ạ? Được viết theo thể thơ nào nhờ? Một cái thể thơ mà rất là quen thuộc đối với gì ạ? Đối với văn học Việt Nam, đối với văn học trung đại Việt Nam, đúng không nào? Chị đã thấy Khánh Ly có câu trả lời rồi này. Những bạn khác thì sao ạ? Thể thơ của Kiều ở lầu Hương Bích là thể thơ nào ạ? Nào, chúng mình hãy cùng comment thật nhanh nào. Chính xác, đó chính là thể thơ Lục Bát, đúng không nào? Một cái thể thơ mà rất là quen thuộc với các bạn rồi. Đấy, rất là quen thuộc. Ví dụ như là gì ạ? Chị Em Thúy Kiều hay là Cảnh Ngày Xuân hay toàn bộ tác phẩm truyện Kiều thì đều được viết theo thể thơ Lục Bát này, đúng không ạ? Các bạn nhớ, đều được viết theo thể thơ Lục Bát này. Ví dụ như là gì? Ví dụ Cảnh Ngày Xuân này. Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60, đúng không nhỉ? Một câu thơ Lục Bát mà được gieo vần ở tiếng thứ 6 của câu 6 chữ và tiếng thứ 6 của câu 8 chữ. Đó chính là đặc điểm của thể thơ Lục Bát. Thứ hai ạ, đoạn trích chị em, đoạn trích Kiều ở lầu Hương Bích nằm ở phần nào ạ? Nằm ở phần nào? Nằm ở phần nào của tác phẩm truyện Kiều ạ? Vị trí của đoạn trích Kiều ở lầu Hương Bích là ở nằm ở phần nào nhỉ? Nào, có bạn nào biết về cái vị trí của tác phẩm Kiều ở lầu Hương Bích không ạ? Một cái vị trí mà nó sẽ khá là khác với chị em Thúy Kiều, cũng như là khác với Cảnh Ngày Xuân đấy. Chúng mình có biết không nhỉ? Chúng mình có biết tên không nhỉ? Rồi, Kiều Vi đã trả lời ạ.
những bạn khác thì sao? Những bạn khác có giống câu trả lời của bạn Kiều Vi không nhỉ? Đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích thì nằm ở vị trí nào? Nằm ở phần nào của tác phẩm lớn? Đó chính là tác phẩm Chuyện Kiều ạ. Rồi chúng mình, chị sẽ dành cho chúng mình khoảng 10 giây nhá. Chúng mình khoảng 10 giây để có thể comment đáp án ở đây với chị được không nào? Rồi, đó chính là phần mấy ạ? Đó chính là phần thứ 2 của tác phẩm, đúng không nào? Kiều Vi trả lời rất là tốt. Phần thứ 2 có tên là gì nhỉ? Phần thứ 2 có tên là gì? Gia Biến và Lưu Lạc. Lúc này không phải là giới thiệu chị em Thúy Kiều nữa, không phải là giới thiệu những cuộc gặp gỡ giữa Thúy Kiều, Thúy Vân với Kim Trọng, hay là cái cuộc đính ước giữa Thúy Kiều và Kim Trọng nữa, đúng không ạ? Mà ở đây, cái đoạn chị Kiều ở Lầu Ngưng Bích này đã là khi mà Thúy Kiều lưu lạc, khi mà Thúy Kiều bán mình chuộc cha, sau đó thì bị lừa vào ở Lầu Xanh, đúng không các em? Thế cho nên ý, là vị trí của Kiều ở Lầu Ngưng Bích là thuộc phần thứ 2, Gia Biến và Lưu Lạc. Các bạn chú ý cho chị như vậy nhá, các bạn thật sự chú ý cho chị như vậy, được không ạ? Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích này là gì ạ? Chúng mình sẽ cùng với nhau gạch ra những cái định hướng về nội dung cơ bản, những cái điều cần chú ý, đúng không ạ? Những cái điều cần chú ý về cái đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích này. Cái phương thức biểu đạt chính của đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích là gì ạ? Kiều ở Lầu Ngưng Bích thì sử dụng phương thức biểu đạt chính là gì nhỉ? Đối với thơ thì chúng mình cứ nhắc đến thơ thì sẽ là gì? Nhắc đến thơ thì chắc chắn chúng mình không thể bỏ qua phương thức biểu đạt này. Đó chính là biểu cảm, đúng không nhỉ? Biểu cảm. Tuy nhiên đối với chuyện Kiều thì chuyện Kiều là chuyện thơ nữa. Thế cho nên trong tác phẩm chuyện Kiều thì sử dụng phương thức biểu đạt đó là biểu cảm. Bên cạnh đó có thêm những phương thức biểu đạt nữa là tự sự và miêu tả, đúng không nào? Tự sự và miêu tả nhá. Chúng mình sẽ có gì ạ? Biểu cảm là chính này. Bên cạnh đó là có sự kết hợp giữa tự sự và miêu tả. Chúng mình chú ý nhớ cho chị như vậy. Và ngay bây giờ thì chúng mình hoàn toàn có thể mở cái cuốn sách lớp 9 của mình ra, được không ạ? Mở cái cuốn sách lớp 9 của mình ra để có thể xem giúp chị. Đấy là thể thơ, có phải thể thơ lục bát không này? Vị trí có phải nằm ở phần thứ 2, Gia Biến và Lưu Lạc hay không? Và thứ 3 là phương thức biểu đạt có phải là biểu cảm, tự sự và miêu tả không nhớ? Nếu như chúng mình còn gì băn khoăn thì chúng mình sẽ comment ngay ở phần livestream này giúp chị, được không ạ? Rồi chúng mình sẽ đến tiếp với phần thứ 4, đó là bố cục. Bố cục. Đối với chương trình cũ, đối với chương trình lớp 9 thì chị nghĩ rằng là khi mà các bạn tiếp nhận một cái văn bản văn học thì các bạn vẫn nên là chia bố cục theo từng câu thơ, chia bố cục theo từng phần thơ một. Thế thì đối với Kiều ở Lầu Ngưng Bích nhá, chị sẽ chia bố cục làm 3 phần. Có bạn nào có ý kiến khác không nhỉ? Bạn nào mà có ý kiến khác với chị thì chúng mình hoàn toàn có thể comment để chị biết nhé. Đối với phần bố cục ở đây thì chị sẽ chia làm 3 phần khi mà chị chia bố cục của tác phẩm Kiều ở Lầu Ngưng Bích, được không ạ? 3 phần thứ nhất đó là gì ạ? 6 câu thơ đầu. 6 câu đầu là gì? Hoàn cảnh cô đơn. Hoàn cảnh cô đơn của Thúy Kiều khi ở Lầu Ngưng Bích. Hoàn cảnh cô đơn của Thúy Kiều khi ở Lầu Ngưng Bích, được không ạ? Chúng mình hoàn toàn có thể tham khảo cách chia bố cục của chị như vậy. Hoặc nếu như mà chúng mình có cách chia bố cục khác đi thì chúng mình có thể comment ở đây để xem là chị em mình đang có sự khác nhau ở phần nào nhé. Hoàn cảnh cô đơn của Thúy Kiều khi ở Lầu Ngưng Bích này. Đấy, 8 câu tiếp, chị chia phần thứ 2 của Kiều ở Lầu Ngưng Bích. Đó là 8 câu tiếp, được không ạ? 8 câu tiếp chính là cái nỗi nhớ của Thúy Kiều. Dành cho ai và dành cho ai thì chị em mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Nỗi nhớ của Thúy Kiều.
Và thần thứ ba chính là 8 câu cuối. Các bạn ạ, 8 câu cuối là gì ạ? Cái tâm trạng của Thúy Kiều. Tâm trạng của Thúy Kiều. Đây ạ, chị chia cho chúng mình như thế này. Chị chia và định hướng cho các bạn về bố cục như thế này. Và chị em mình sẽ cùng với nhau nhá, vẽ một cái sơ đồ tư duy về cái tác phẩm Kiều ở Lầu Ngưng Bích này, xem là sao nó sẽ được vẽ sơ đồ như thế nào. Được không ạ? Kiều ở Lầu Ngưng Bích này, chúng mình sẽ cùng vẽ ở đây với chị nhá. Kiều ở Lầu Ngưng Bích. Đấy. Chị đã chia nó làm 3 phần đúng không ạ? Phần thứ nhất là gì nhỉ? Phần thứ nhất là gì nhỉ? Hoàn cảnh cô đơn. Hoàn cảnh cô đơn của Thúy Kiều. Phần thứ nhất chị chia đó là hoàn cảnh cô đơn của Thúy Kiều. Thế thì ở phần này chúng mình sẽ vẽ về cái gì nữa ạ? Chúng mình sẽ có những ý nào nữa? Chúng mình sẽ có về cảnh vật này. Cảnh vật này. Và tâm trạng. Được không ạ? Cảnh vật và tâm trạng. Cái phần thứ hai, cái đoạn thứ hai, cái bố cục thứ hai mà chị chia là gì ạ? Đấy là nỗi nhớ của Thúy Kiều. Nỗi nhớ của Thúy Kiều. Đối với cái nỗi nhớ này thì chị em mình sẽ tiếp tục chia ra nhá. Thúy Kiều nhớ ai và nhớ ai, đúng không nào? Đối với nỗi nhớ của Thúy Kiều ạ, thì chị em mình lại tiếp tục chia ra. Đó là nhớ Kim Trọng và nhớ cha mẹ. Nhớ Kim Trọng và cha mẹ. Đây là hai đối tượng của nỗi nhớ chính trong cái phần thứ hai, đó là 8 câu thơ về nỗi nhớ của Thúy Kiều. Đấy, và cái thần thứ ba ở đây là gì ạ? Tâm trạng của Thúy Kiều. Tâm trạng của Thúy Kiều. Thế thì ở phần này mình cũng chia làm gì? Bức tranh phong cảnh các bạn nhớ. Đối với phần này thì chúng mình sẽ chia là bức tranh phong cảnh. Bức tranh phong cảnh. Và gì ạ? Tâm trạng. Các bạn ơi, các bạn nhớ cho chị này. Đấy là nếu như chúng mình học bằng sơ đồ tư duy thì nó sẽ cực kỳ là dễ nhớ nhá. Ví dụ ở đây này, phần 1 các bạn ghi cho chị 6 câu đầu. Phần 2 các bạn ghi cho chị là 8 câu tiếp. Và phần 3 đó là 8 câu cuối. Thì các bạn khi mà chúng mình học theo sơ đồ tư duy như vậy thì chúng mình sẽ nhớ bài hơn rất là nhiều cái việc mà các bạn chỉ ghi ra, các bạn chỉ đọc chép, sau đấy thì các bạn học thuộc. Nhá, bây giờ mình năm lớp 9 rồi đúng không ạ? Mình nên học theo một cái phương pháp học nó khoa học hơn đi, nó dễ nhớ hơn đi. Và khi mình nhìn vào mình sẽ thấy ngay rằng là mình cần học những ý nào, đúng không? Mình cần học những ý nào, mình cần học theo cái luận điểm như thế nào. Bởi vì bây giờ khi mà mình đi phân tích thì người ta sẽ yêu cầu chúng mình viết luận điểm rất nhiều. Và nếu như luận điểm của em không tốt mà em chỉ đi phân tích lan man thôi thì chắc chắn bài làm của em sẽ không được như ý. Điểm số cũng sẽ không được đánh giá là một điểm số cao đâu nhá. Thế thì ở đây chị có một cái sơ đồ tư duy nó khá là, chị chỉ vẽ vội thôi. Thế cho nên chúng mình hoàn toàn có thể tham khảo sơ đồ tư duy ở trên page Học Văn Chị Hiên gạch ngang Trung học cơ sở lớp 6789 hoặc là page Học Văn Chị Hiên với avatar màu vàng nhá. Đấy, và chị nghĩ rằng là đối với những cách học như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo những cái cuốn sách đến từ Học Văn Chị Hiên. Bởi vì những cuốn sách này khi mà được đội ngũ chuyên môn của Học Văn Chị Hiên biên soạn thì đều được đưa ra những cái cách học, những cái phương pháp, những cái kỹ năng nó rất là khoa học. Ví dụ như là sẽ đưa cho các bạn phương pháp trước này, phương pháp kỹ năng trước này.
Thứ hai là đưa cho các bạn cách thức bố cục khi viết một bài văn như vậy. Và thứ ba thì mới đưa cho các bạn một cái bài viết mẫu, được không ạ? Một cái bài viết mẫu. Thế cho nên chị nghĩ rằng là đối với cái cách học như vậy, nó sẽ cực kỳ là khoa học và hợp lý khi mà các bạn sẽ tự học ở nhà của mình. Thế cho nên các bạn ơi, nếu như những bạn nào mà mình muốn tự học, mình muốn tham khảo thêm những ấn phẩm đến từ Học Văn Chị Hiên nhá, thì chúng mình hoàn toàn có thể tham khảo những ấn phẩm như là gì? Tuyển tập 50 bài văn mẫu lớp 9 này, sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này, sổ tay văn học lớp 9 này. Đấy, ví dụ ở đây chị có cuốn sổ tay văn học lớp 9 này, chúng mình hoàn toàn có thể tham khảo ở đây nhá. Đấy, sổ tay văn học lớp 9 thì có nhiều tập. Và hiện tại nếu như các bạn mua trực tiếp ở địa chỉ mà chị đã nêu, các bạn mua trực tiếp ở địa chỉ số nhà 11, ngõ 182, đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, thì các bạn sẽ được mua những cuốn này với đồng giá 99.000 hoặc là được sale 40%, cũng như là được tặng những phần quà rất là xinh xắn và bổ ích đến từ Học Văn Chị Hiên cho cái hành trình học tập môn ngữ văn của em nhé. Thế cho nên chị nghĩ rằng là những bạn nào muốn sở hữu cuốn này trong đợt hội sách sắp tới của Học Văn Chị Hiên thì các bạn hãy qua địa chỉ này. Đấy, chúng mình có thể nhờ bố mẹ này, hoặc nếu chúng mình ở gần, chúng mình có thể qua địa chỉ, đó là số nhà 11, ngõ 182 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, để được các chị tư vấn. Chúng mình có thể tư vấn này, chúng mình sẽ được tham khảo này, đọc thử những cái cuốn sách như vậy, và sẽ được mua với giá cực kỳ ưu đãi đến từ Học Văn Chị Hiên trong cái tuần hội sách này, được không ạ? Vừa rồi thì chị đã định hướng cho các bạn một cái sơ đồ tư duy khi mà các bạn học tác phẩm Kiều ở Lầu Ngưng Bích nhá. Thế thì chị hy vọng rằng là với cái sơ đồ tư duy này thì các bạn sẽ thực sự là học một cách khoa học hơn, sẽ nhớ bài hơn nữa, được không ạ? Ví dụ như là gì ạ? 6 câu đầu này, 8 câu giữa nói về cái gì này? Đấy, và 8 câu cuối là nói về cái gì nhá? Các bạn chú ý như vậy cho chị nhá. Ví dụ 6 câu đầu mình nói về hoàn cảnh cô đơn của Thúy Kiều, thì cái hoàn cảnh đấy nó được thể hiện qua điều gì, đúng không ạ? Qua cảnh vật như thế nào? Các bạn nhìn vào sơ đồ tư duy sẽ dễ học hơn rất nhiều. 8 câu tiếp, 8 câu giữa là nỗi nhớ của Thúy Kiều. Thế thì nỗi nhớ đó được chia thành ai? Đầu tiên là nỗi nhớ Kim Trọng, sau đó mới đến nỗi nhớ cha mẹ. Thì chúng mình có thể nhìn vào đó để có thể phân tích cái trình tự nhớ như vậy thể hiện điều gì, và từng nỗi nhớ nó thể hiện cảm xúc điều gì ở nhân vật Thúy Kiều này, được không ạ? Và 8 câu cuối đó là tâm trạng của Thúy Kiều, tâm trạng rất là lo âu, rất là buồn rầu. Thế thì cái tâm trạng đấy nó được thể hiện qua điều gì? Nó được thể hiện qua bức tranh phong cảnh, và cái tâm trạng ẩn sau cái bức tranh phong cảnh đó của nhân vật Thúy Kiều khi mà đã lưu lạc bao nhiêu năm rời xa gia đình và người yêu của mình, được không ạ? Đấy, khi mà chúng mình học theo cái sơ đồ tư duy như vậy thì nó sẽ khoa học, nó sẽ dễ nhớ hơn rất nhiều nhá. Thế cho nên các em hoàn toàn có thể tham khảo thêm những sơ đồ tư duy mà Học Văn Chị Hiên đã đăng lên ở page Học Văn Chị Hiên gạch ngang trung học cơ sở lớp 6789 nhá. Chúng mình hoàn toàn có thể lên đó để có thể tham khảo những sơ đồ tư duy, được không ạ? Rồi, vừa rồi thì có một số bạn đã hỏi cuốn tuyển tập văn mẫu lớp 9. Thế thì các bạn có muốn chị đọc thử cho các bạn một cái bài phân tích đoạn trích chị em Thúy Kiều ở trong tuyển tập văn mẫu lớp 9 không ạ? Bạn nào thích thì chúng mình hãy comment cho chị biết nhá. Bạn nào hào hứng không nhỉ? Bạn nào hào hứng để nghe chị đọc một cái đoạn trích, một cái phần viết mẫu tuyển tập 50 bài văn mẫu lớp 9 về đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích không nhỉ? Rồi, ok Mai Liên nhá, ok em. Ok Kiều Vi nhá. Vậy là có một rất nhiều bạn đã muốn chị, đúng không ạ, đọc một cái bài viết mẫu ở trong cái tuyển tập 50 bài văn mẫu lớp 9 này. Rồi, ok Khánh Ly nhá. Thế thì chúng mình hoàn toàn có thể tham khảo cuốn tuyển tập 50 bài viết mẫu nhá. Đấy, bây giờ chị sẽ đọc cho các bạn để chúng mình có thể hình dung ra được là các chị sẽ viết mẫu như thế nào trong cuốn này, và chúng mình hoàn toàn có thể tham khảo cái phần viết mẫu đó
và tham khảo cuốn này nữa, bởi vì chị nghĩ rằng là đối với các bạn học sinh lớp 9 thì chúng mình nên có những cái ấn phẩm để có thể bổ trợ cho các bạn, được không ạ? Và đặc biệt là cái cuốn này đang được sale đồng giá đến 99.000 nữa. Đấy, thế cho nên là các bạn ơi, chúng mình hãy đến ngay địa chỉ mà chị nói nhé, là số nhà 11, ngõ 182 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, để chúng mình có thể mua trực tiếp cuốn này với giá 99.000. Hoặc nếu như chúng mình có nhu cầu về cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu lớp 9 thì chúng mình có thể nhắn tin về page nhé. Chúng mình hoàn toàn có thể nhắn tin về page Học Văn Chị Hiên gạch ngang Trung học cơ sở lớp 6789, thì các chị sẽ tư vấn cho chúng mình kỹ càng hơn, kỹ càng nhất, và sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của chúng mình về những cuốn ấn phẩm. Và đặc biệt ở hiện tại ở Học Văn Chị Hiên thì cũng có rất nhiều những cuốn ấn phẩm khác, được không ạ? Dành cho các bạn học sinh lớp 9 cũng như là dành cho các bạn học sinh ở mọi đầu khối lớp. Đặc biệt là các bạn học sinh lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, 11, 12 thì đều có những ấn phẩm dành cho bộ môn ngữ văn. Ở Học Văn Chị Hiên, các bạn hoàn toàn có thể nhắn tin về page để được tư vấn kỹ càng hơn nhé. Ok, bây giờ chị em mình sẽ cùng đọc với nhau, được không ạ? Cùng đọc với nhau về một cái đoạn trích, một cái đoạn phân tích ở trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu lớp 9 nhé. Đây là đề số 23 ở trong cuốn này, được không ạ? Phân tích tâm trạng nhân vật Thúy Kiều trong đoạn thơ sau. Đây là 8 câu thơ cuối của đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích. Thế thì ở 8 câu thơ cuối này, tâm trạng của nhân vật Thúy Kiều được bộc lộ rất là rõ. Thế nên chị sẽ đọc cho các bạn nghe để xem là các chị, đội ngũ chuyên môn và cuốn ấn phẩm tuyển tập 50 bài văn mẫu này sẽ giúp cho chúng mình phân tích như thế nào tâm trạng của nhân vật Thúy Kiều ở đây nhé. Phân tích tâm trạng Thúy Kiều trong đoạn thơ sau. Buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trôi man mác biết là về đâu. Buồn trông nội cọ rầu rầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trông gió cuốn mặt duềnh, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích thuộc tác phẩm Truyện Kiều của nhà văn Nguyễn Du. Rồi, đây là một bài văn, thế nên nếu như chúng mình nhìn qua thì chúng mình sẽ thấy là bài văn này sẽ được viết với dung lượng khá là dài và nó sẽ hợp nhất với các bạn khi mà chúng mình viết bài văn nhé. Chúng mình hoàn toàn có thể tham khảo. Còn nếu như chúng mình viết đoạn văn thì cũng rất là dễ thôi. Mình sẽ tham khảo từng luận điểm này, từng cách phân tích này, từng biện pháp nghệ thuật để chúng mình có thể viết đoạn văn nó hợp lý nhất nhé. Ok, bây giờ thì chị sẽ cùng với các bạn đọc cái phần phân tích nhân vật Thúy Kiều, phân tích tâm trạng nhân vật Thúy Kiều trong 8 câu thơ cuối của đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích nhá. Rồi ạ. Phạm Quỳnh đã từng nhận xét, một nước không thể không có quốc hoa. Truyện Kiều là quốc hoa của ta, một nước không thể không có quốc túy. Truyện Kiều là quốc túy của ta, một nước không thể không có quốc hồn. Truyện Kiều là quốc hồn của ta. Để làm nên quốc hoa, quốc hồn, quốc túy ấy, đại thi hào Nguyễn Du đã vận dụng sáng tạo nhiều bút pháp nghệ thuật, đã đặt cả cái tâm, cái tình nơi trang văn. Kể về cuộc đời bất hạnh của Thúy Kiều, trong đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích, bạn đọc được thấm thía bước đoạn trường đầy đau đớn của Kiều, cảm động trước tấm lòng nhân đạo của ngòi bút Nguyễn Du. Đặc biệt, 8 câu thơ cuối đoạn trích đã khắc họa rõ nét tâm trạng của Thúy Kiều. Buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trôi man mác biết là về đâu. Buồn trông nội cọ rầu rầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trông gió cuốn mặt duềnh, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Đấy, như vậy là chị đã cùng với các bạn, đúng không ạ? Đọc cái đoạn này, đọc cái phần mở bài của bài văn phân tích tâm trạng Thúy Kiều trong đoạn thơ nhá. Thế thì mở bài đã được mở bài cách gián tiếp, đúng không ạ?
Khi mà các bạn viết mở bài thì chị rất khuyến khích các bạn viết bằng cách mở bài gián tiếp. Và ở đây thì các chị đã mở bài gián tiếp bằng cách đưa nhận xét của tác giả Phạm Quỳnh đối với cái tác phẩm truyện Kiều này, một cái nhận xét đi thẳng vào truyện Kiều. Sau đó thì chúng mình làm sao ạ? Chúng mình mới đi vào nhân vật, đi vào Đại Thi Hào Nguyễn Du, đi vào đoạn trích và gì? Và trích 8 câu thơ đó ra nhá. Nếu như nhiều hơn 8 câu thơ hoặc là chúng mình cảm thấy đoạn thơ đó quá dài thì chúng mình hoàn toàn có thể sử dụng dấu 3 chấm ở trong cái mở bài của mình các em nhé. Nếu như mà chúng mình có hứng thú với lại cuốn sách này, chúng mình muốn đặt mua cuốn sách hoặc là chúng mình muốn nhận thêm thông tin về hội sách đang có chương trình sale đến 40% cũng như là đồng giá 99k cho tất cả các đầu sách đến từ Học Văn Chị Hiên thì chúng mình hãy nhắn tin ngay về page Học Văn Chị Hiên gạch ngang Trung học cơ sở lớp 6789 để hỏi về cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu lớp 9 này. Và các bạn hoàn toàn cũng có thể chụp lại màn hình nhé, chụp lại màn hình cuốn tuyển tập, sau đó thì nhắn tin về page để được các chị hướng dẫn kỹ càng hơn, hướng dẫn về cái ưu đãi này, hướng dẫn về cách mua và đặc biệt là các bạn còn được đọc thử nữa. Thế cho nên chúng mình hoàn toàn có thể nhắn tin về page về cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu này cũng như là những đầu sách khác đến từ Học Văn Chị Hiên dành cho các bạn học sinh của mọi đầu khối lớp nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đến với phần thân bài cùng với chị được không ạ? Đoạn thơ này được xem là kiểu mẫu của lối thơ tả cảnh ngụ tình trong văn chương cổ điển. Tình trong cảnh ấy, cảnh trong tình này. Cảnh vừa là ngoại cảnh sinh động, vừa là tâm cảnh đau đớn, xót xa. Từng khung cảnh đều được mở ra bởi tâm thế buồn trông. Buồn trông là nỗi buồn chi phối, cách nhìn cảnh vật. Từ trông cũng được sử dụng đầy tinh tế, bởi trông là nhìn, là mong, là ngẫm, là cái nhìn chất chứa tâm trạng. Từ đây, điệp từ buồn trông đã trở thành điệp ngữ của tâm trạng, như một cung đàn khắc khoải mà mỗi khi rung lên đều như xoáy sâu vào nỗi buồn, bao trùm trong lòng người con gái tài hoa bạc mệnh. Mỗi một cảnh lại khơi dậy ở Kiều một nỗi buồn khác nhau với những lý do buồn khác nhau, trong khi nỗi buồn đã đầy ắp tâm trạng, để rồi tình buồn lại tác động vào cảnh, khiến cảnh mỗi lúc lại buồn hơn, nỗi buồn mỗi lúc một ghê gớm, mãnh liệt hơn. Buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Nghệ thuật đối lập với hai hình ảnh cửa bể chiều hôm và con thuyền thấp thoáng đã khắc họa sự đối lập giữa cái bao la vô định nơi cửa bể với sự nhỏ bé lênh đênh của con thuyền đơn côi. Từ lái thấp thoáng xa xa cùng từ phiếm chỉ thuyền ai gợi ra sự mờ nhạt, xa xôi, khó nắm bắt, không rõ ràng. Một cánh buồm thấp thoáng nơi cửa biển là hình ảnh rất đắt để thể hiện nội tâm nàng Kiều. Khung cảnh lúc chiều tà với không gian cửa bể rộng lớn và thấp thoáng, nơi ấy cánh buồm lênh đênh, nhỏ bé, vừa gieo hy vọng, vừa xóa bỏ hy vọng được cứu thoát của một người con gái đang bị giam cầm. Tâm trạng nàng Kiều trong lần buồn trông thứ nhất này đã chất chứa đầy nỗi cô đơn, lẻ loi, cảm nhận được sự nhỏ bé, bất lực của mình trước số phận lênh đênh giữa biển trời. Cảnh vật dần hiện lên sắc nét hơn, sinh động nhưng nhuốm màu tâm trạng. Buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trôi man mác, biết là về đâu. Những cánh hoa tàn lụi trôi man mác trên ngọn nước mới xa khiến Kiều càng buồn hơn. Cặp hình ảnh ẩn dụ ngọn nước mới xa và hoa trôi man mác diễn tả cái mỏng manh trôi dạt giữa sóng gió mạnh mẽ dập vùi. Tử lấy man mác diễn tả nỗi cô đơn trống trải lan tỏa, chiếm lĩnh cả một không gian rộng lớn. Kết hợp cùng câu hỏi tu từ
biết là về đâu, thể hiện nỗi niềm băn khoăn, day dứt của Kiều về số phận. Kiều cảm nhận mình cũng như đóa hoa nhỏ bé kia, không biết đi về đâu, trôi theo hướng nào giữa dòng đời vô định. Một số phận bấp bênh, lênh đênh, nổi chìm thật đáng thương. Kiều đang ý thức một cách sâu sắc về thân phận bèo bọt, bất định của mình. Đau đớn và nghiệt ngã hơn, Kiều phóng tầm mắt nhìn trong tứ phía như mong ngóng một tia hy vọng mỏng manh, mà cảnh vật vẫn bao la bát ngát một màu, héo úa tàn lụi. Buồn trong nội cọ dầu dầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Hình ảnh thiên nhiên với nội cọ rộng lớn, đậm một màu xanh xanh, mà ở đó dầu dầu chỉ sự héo úa, gợi cảm giác buồn bã, xanh xanh, lạ xách xanh, nhạt mà nhạt nhòa, thiếu sức sống. Còn đâu cái màu cọ non xanh tận chân trời, như sắc cọ trong tiết thanh minh, khi Kiều còn êm đềm chướng rủ mạn che nữa. Tác giả gợi tạ tâm trạng đầy bi thương và tuyệt vọng của Kiều. Cọ tượng trưng cho thân phận, nhỏ bé bất định của Thúy Kiều. Chân trời tượng trưng cho cuộc sống tương lai mờ mịt, ảm đạm, u ám, một nỗi chán ngán, vô vọng dâng ngập trong lòng. Kiều là người con gái rất mực nhạy cảm, luôn linh cảm được những điều sắp đến trong cuộc đời mình. Bởi vậy nên, khoảnh khắc chạm đáy nỗi buồn, Kiều càng hoang mang, tuyệt vọng. Buồn trong gió cuốn mặt duềnh, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Hình ảnh gió cuốn mặt duềnh là bao dữ dội, bão tố cùng ầm ầm tiếng sóng đầy vang động, đe dọa. Nghệ thuật đảo ngữ đưa từ lái tượng thanh ầm ầm lên đầu câu càng nhấn mạnh sự ghê gớm của thiên nhiên. Để khắc họa rõ sự bủa vây của hiểm nguy, bão tố, tác giả dùng từ kêu mang ý nghĩa như sóng gió đang réo gọi, trực chờ đòi đổ ập vào cuộc đời nàng Kiều. Cảnh đến đây không có hình mà còn rõ tiếng, nhưng thứ âm thanh ấy sao quá đỗi đáng sợ và ghê gớm. Nó thể hiện nỗi lo sợ, hãi hùng, bàng hoàng của Kiều về những sóng gió, tai ương sắp ập đến. Trong 8 câu thơ, cảnh vật được miêu tả theo tầm mắt và góc nhìn của nhân vật trữ tình. Từ phía xa xa đến gần sát nơi ghế ngồi, một khung cảnh tuy đa màu sắc mà nhợt nhạt, tuy nhiều trạng thái mà vô hồn, tuy có hiện diện mà không neo đậu nổi một ấn tượng ấm áp, tuy sinh động, tuy vận động, song lại chất chứa dự cảm về biến cố, tai ương. 4 cặp lục bát với hệ thống từ lấy, hình ảnh ngày một rõ nét, đậm nét, nhưng từng lớp sóng lòng cuộn trào trong Kiều, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đã khắc họa một cách thấm thía những cung bậc cảm xúc buồn thương của nàng Kiều. Trong cảnh ngộ vô cùng cô đơn, bức tranh thiên nhiên mang ý nghĩa ẩn dụ cho tâm trạng đau đớn, ngày một hoang mang, tuyệt vọng của người con gái vừa trải qua những tai họa, rủi ro, những đòn giáng kinh hoàng của số phận. Nó cũng dự báo về những dông tố cuộc đời sẽ tiếp tục giáng xuống cuộc đời Kiều. Thể hiện sâu sắc tình cảnh đáng thương ấy của Kiều khi ở lầu Ngưng Bích, tác giả Nguyễn Du đã thấu hiểu và cảm thông đến tận cùng số phận bất hạnh của người con gái tài hoa bạc mệnh, bày tỏ niềm thương xót trước những đớn đau buồn khổ trong cuộc đời. Đó là tinh thần nhân đạo của ngòi bút Nguyễn Du. Có ở đâu vẻ đẹp của người phụ nữ được trân trọng và ngợi ca trọn vẹn như trong truyện Kiều của Nguyễn Du? Có ở đâu số phận của kiếp hồng nhan được thấu hiểu và cảm thông đến tận cùng như trong truyện Kiều của Nguyễn Du? Trong tiếng khóc vĩ đại ấy, đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích và đặc biệt là 8 câu thơ cuối đã khắc họa chân thực cảnh ngộ cô đơn, tâm trạng buồn, đau đớn, hoang mang của Kiều khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích.
Quả thực, đại thi hào Nguyễn Du đã dùng văn chương huyết lệ để kể lại cuộc đời nàng Kiều với đủ đầy những tinh hoa cùng nỗi đau bất hạnh. Trải qua một cuộc bể dâu, câu thơ còn đọng nỗi đau chân tình, nỗi chìm kiếp sống lênh đênh, tố như ơi lệ chảy quanh thân Kiều, theo Tố Hữu. Chị đọc lại cho chúng mình một lần nữa cái đoạn thơ cuối cùng để có thể kết lại đoạn thơ như thế nào cho hay nhất nhé. Trải qua một cuộc bể sâu, câu thơ còn đọng nỗi đau chân tình, nỗi chìm kiếp sống lênh đênh, tố như ơi lệ chảy quanh thân Kiều, theo Tố Hữu. Đấy, chúng mình thấy không ạ? Một cái bài văn mà phân tích tâm trạng nhân vật Thúy Kiều đã được các chị phân tích rất là chi tiết, có những cái sự liên hệ, những cái mở rộng, được không nào? Những cái mở rộng ở cái đề số 23. Đấy, trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu, chúng mình hoàn toàn có thể tham khảo cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu lớp 9 này. Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.